Kính chào quý vị, các em thiếu nhi thân mến. Mùa xuân với muôn hoa khoe sắc đã về trong niềm hân hoan chờ đón của chúng ta. Hy vọng rằng quý vị và các em đã trải qua ngày đầu năm mới trong không khí ấm cúng, vui tươi của gia đình. Và hôm nay, ngày mùng 2 Tết, với nhiều điều hấp dẫn và thú vị đang chờ đón tất cả chúng ta. Chúc quý vị và các em tiếp tục tận hưởng không khí tuyệt vời của Tết và cùng theo dõi chương trình đặc biệt của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên kênh HTV7 hôm nay gồm những tiết mục sau. 5:05 chiếu phim phim truyện Trung Quốc Singapore Phúc Lộc Thọ tập 4. 6:00 phim hoạt hình Fimbo. 6:30 chào ngày mới. 7:00 nghệ thuật và cuộc sống Sứ Trắng. 7:15 di sản thế giới. 7:30 ca nhạc dân tộc Hương Xuân Quan Họ. 8:15 thế giới đó đây, nghệ thuật kiến tạo vườn thế kỷ 21. 8:45 những điều kỳ thú. 9:00 nhịp sống Sài Gòn Lăng Ông Bà Triệu. 9:30 phim truyện Việt Nam Người trong vở diễn xưa. 11:00 ca nhạc phố mùa xuân. 12:00 chiếu phim phim truyện Đài Loan Những người bạn thân tập 11 và 12. 13:45 thế giới đó đây, nghệ thuật kiến tạo vườn thế kỷ 21. 14:10 thế giới muôn loài cánh hạc trong mơ. 14:30 chiếu phim phim truyện Trung Quốc Dạ Vũ tập 21. 15:10 thưởng thức gia đình điểm đến mùa xuân. 15:30 phóng sự tài liệu dịch vụ lữ hành thời hội nhập. 15:50 những điều kỳ thú. 16:05 khoa học và đời sống trà và đời sống. 16:30 cuộc sống quanh ta đến từ giấc mơ. 17:00 chiếu phim phim truyện Đài Loan Hoán đổi tình yêu tập 7 và 8. 18:00 bản tin kinh tế. 18:15 chiếu phim phần tiếp theo. 19:00 câu chuyện ước mơ. 19:30 văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc. 19:50 tin thế giới. 20:10 chương trình vượt lên chính mình. 21:00 chinh phục đỉnh Everest. 21:10 cười chút chơi. 21:20 chiếu phim phim truyện Việt Nam KTX tập 45. 22:15 tin trong nước. 22:30 chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuột yêu gạo tập 16. 23:30 chúc mừng sinh nhật. 23:55 tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình hôm nay.